Ok, xin chào mọi người nha. Mình đã quay trở lại vào đây. Hôm nay mình lại tiếp tục chuyến đội em làm về Jimmy Ba nha. Ở tập trước thì mình đã sở hữu được con chó nè, và cái cây ngôi sao nè, và cây điện này nha. Sau 8 tỷ năm lần mò thì cuối cùng mình đã biết được cái cách sử dụng mà cái con chó này nha. Để vào game này mình nói sao. Mình chiến tiếp tục ở cái màn 12 nha. Chiến to. Hôm qua thì mình hoàn thành xong màn 11, còn hôm nay thì mình chiến tiếp màn 12. Hồ sơ để xem chúng ta có gì nào. Bambo. Ô cái gì đây? Cái ngôi sao này thì cũng giống như phần 2 vậy thôi ha. Không có gì khác à. Đấy, bắn chiếu chiếu đùng đùng vậy. Bây giờ hơi yếu ạ. Con chó này thì nó có tác dụng như quả bí vậy, nhưng mà nó cần thời gian để lớn lên nha. Nó mới đầu chỉ là một con cún con thôi, nên là nó còn yếu lắm. Khi mà chúng ta nuôi nó lớn á, thì nó mới mạnh được, nó mới trâu. Khi mà nó đạt đạt cái độ lớn nhất định á, nó hoàn thành cái cấp độ cao nhất của nó, thì nó sẽ trâu hơn quả bí này rất nhiều nha. Đồng thời nó có khả năng hồi phục máu của mình đã mất nữa. Để nuôi nó cũng khá là tốn thời gian á. Ok. Giờ mình nuôi hai con đi. Đó, anh em thấy cái khoảng thời gian nào? Nó có cái dòng thời gian đó, khi mà đẩy nó thì nó sẽ lớn lên một bậc nữa. Nó có ba cấp độ, là cấp độ cao nhất nó sẽ là một con chó siêu to khổng lồ luôn. Ok chưa, lấy cái xô nó đi anh em ơi. Nè, cái con này chuẩn bị lớn nè, con chó này chuẩn bị lớn nè. Đó, nó lớn được thêm một cấp rồi đó. Nó giống như con chó bút 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 đồ ha. Mình có thể dùng cái pizza này nâng cấp nó được luôn á. Mà thôi, mình không nâng cấp nó đâu. Mình nâng cấp cái ngôi sao này. Giờ bắt đầu thôi. Đấy. Nó còn lớn được nữa nha. Nó còn lớn được một lần nữa. Anh Miro này. Cái sĩ gì đây? Cái ACM hả? Cái ACM bởi vì ngậm mít không à, đâu có ca đâu. Chịu luôn. Cái dịp điện này với cái cây ngôi sao thì cũng chẳng có gì để mà bàn cãi, thì nó cũng giống phần 2 thôi nha. Nhìn bắn kìa, nhìn thôi mà nhìn mỗi cái mắt luôn á. Con này chuẩn bị lớn cấp cuối cùng rồi nè. Nè, nhìn này, anh em nhìn này. Nó chuẩn bị đạt cấp cuối cùng rồi đó. Nè, nhìn này, nó sủa, nó sủa giảm giáp nữa nhà nó cao nhất rồi đó. Nó được hồi máu rồi thấy không đó. Vừa hồi máu vừa trâu, nhìn anh nhìn khúc máu đó, nhìn kinh khủng không. Tỷ 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 máu nè. Mấy con ngồi sao với diệt tiện này đầu game yếu nè, nhưng mà mình đặt càng nhiều á, nó cộng hưởng lại á, cái lan á, xét thương lan của nó về sau là khỏi bàn luôn. Rồi hai con lớn hết rồi, nuôi con này nó đi cho đủ bò. Không được. Ok. Không biết là cho chiếc lá vô cái con chó này nó sẽ như thế nào.
À, hình như là làm chó thì phải. Dám ăn hết của mình. Bút chiếc lá vào cây giật điện thì nó sẽ giật một điện 1.000 won. Pikachu. Ồ, tôi tiếp tục màn 12 thôi. Chặng đường đến với phá đảo của trò này còn dài, anh em mình cùng nhau mà tận hưởng cái game này còn lâu. Mình ghét mấy cái con nhỏ nhỏ này ghê, đi nhanh thấy ghét gì chứ. Xin tên 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 ghét nhất mấy con nhỏ này chứ không gì chứ. Nhìn cái con xúc xích này là cute nhất ra, nhìn kìa cái đầu lệch chịch lệch chịch lệch chịch, cái đít kìa ngoắc ngoài ngoắc quéo ngoắc ngoài ngoắc quéo, nhìn tiếu vậy. Chưa đặt được con chó nữa hết nè, bây giờ mới đặt, bắt đầu đặt chó nè. Đặt một con ở đây. Cái sĩ cây ACM ca thì không ca, tối ngày ngậm cái mic không mình có thể boost cái pizza đó cho con chó luôn, là nó thoa ngay lập tức luôn á. Mấy ngôi sao này dưới cái chiếc điện này nhìn đã mắt ha, nhìn sướng con mắt luôn á, nhìn nè nó giật điện này nhìn sướng con mắt luôn. Ai cho mày ăn cái cây của tao? Ai cho mày cắn chó của tao? Bút đồ là chưa lớn mà ai cho mày cắn? Nó mới giai đoạn 2 thôi. Bút đồ ghi lớn kìa. Cái bánh quy này
Có hai con này thì dễ win thôi. Ủa sao mấy con này hết quánh rồi? Ồ, nó có chiêu là dừng mấy con này bắn luôn ha. Hay nhờ. Skill khá độc đáo đó. Dừng tất cả cây của mình lại luôn. Ồ, một mèn nữa là qua mèn 13 rồi. Tăng 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 tăng. Cái thằng này trâu lắm nè. Né né rồi và ấy cả không ăn thua gì ta, lại cây ACM mà nó đội lần ba cái nón chi vậy ta. Cho bỏ gom vô đây. Chết thì còn màu nữa kìa. Múa may quay sẽ két thì xàm thì. Cho cây bamboo này, cho cây bamboo này, cho cây bamboo này. Cho đây, giờ xuống đây. Ok. Mình đổi 4 cái nó luôn kìa. Bao nhiêu cái nó này? 6-7 cái nón một lượt luôn nội thì thôi. Ông hát ông không hát ông làm màu không à? Bởi ông đờn không phải à? Suốt ngày hát không hát đờn không. Chết luôn, ca sĩ kiểu này ngậm mít kiểu này chết. Chào em. Là mấy cái khói khói làm gì vậy ta? Sao mấy cây của mình bắn chậm lại vậy? Đang ốp bắt đầu nhảy rồi đó. Chương trình ca múa nhạc bắt đầu rồi. Cho qua tên lửa vô cho biết điều. Đấy là biết điều tôn trọng người lớn, đấy là kính lão đắc thọ đấy. Đồng rồi. Cho qua tên lửa dạy 8-5 đồng liền. Ok. Xong. Vậy là mình đã hoàn thành màn 12 rồi. Continue.
quay đều nữa rồi. Mạng dạo này hơi lag nha. Ok, Lemon gì có trái chanh gì nữa kìa. Mình 13. Hoàn thành mình 13 là mình được trái chanh hay sao á. Ok, chắc mình dừng clip tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ mình. Và nhớ nhớ bật chuông thông báo nha. Để khi mình ra những video mới nhất thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Ok, bye bye.